Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn biệt thự mini phố với diện tích ngang 7,5m, độ dài 20m, được thiết kế một trệt hai lầu với không gian gara xe hơi, khu vực sân vườn, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung và tặng kèm full nội thất bên trong. Đây là một căn nhà hướng Bắc nha mọi người, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà, một căn mini phố thiết kế theo kiến trúc hiện đại nha quý vị. Bên ngoài có rất là nhiều cây xanh và có sân vườn bên ngoài cũng như là gara xe hơi đậu được 3 chiếc nha quý vị. Chúng ta cùng để ý mặt tiền, mặt chính căn nhà phố mini phố hiện đại, diện tích khổng ngang 7,5m này nha mọi người. Nằm ngay gần kệ bên là chợ An Nhơn và chúng ta cùng nhau tham quan con đường trước nhà. Con đường trước nhà là một con đường 6m, đường xe hơi, xe tải ra vào di chuyển thoải mái luôn nha quý vị. Con đường rất là rộng. Cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng chừng 100m thôi là tới nhà. Bên ngoài chúng ta mới trồng rất là nhiều cây xanh và làm rất là đẹp và cao cấp. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà nha quý vị. Thì căn nhà chúng ta thì sẽ có một lớp cổng sắt phía ngoài, lớp cửa cổng. Bên trong là khu vực sân đậu xe máy và gara xe. Thì gara xe của chúng ta đậu được 3 chiếc xe hơi nha mọi người, rất là dài. Nó dài xuyên suốt ra phía đằng sau luôn. Chỗ này chúng ta đậu được 3 chiếc xe hơi. Một chiếc xe hơi bên trong có gara riêng và hai chiếc chúng ta để ngoài. Ngoài sân thì chúng ta đậu được rất là nhiều xe máy nữa nha quý vị. Ở sân này thì gia chủ mới trồng thêm một cái cây này. Và trồng thêm nhiều cây xanh ở bên ngoài sân nữa. Đây là không gian mặt tiền chính của căn nhà. Căn nhà mini phố thiết kế theo kiến trúc lồi lõm nha mọi người. Kiểu chữ L. Mặt tiền chính này. Và gara xe hơi nằm phía bên này, như Hùng đã giới thiệu thì chúng ta đậu được 3 chiếc nha. Một chiếc bên trong và hai chiếc bên ngoài. Đó, gara xe hơi này đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nha. Bên ngoài trồng rất là nhiều cây xanh này. Và khu vực sảnh chính đi vào không gian phòng khách của căn nhà thì chúng ta sẽ cùng nhau vào tham quan nha. Đây là khu vực sảnh chính này. Rồi theo chân Hùng, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển theo sảnh chính vào khu vực không gian phòng khách. Và đây chúng ta có một lớp cửa gỗ căm xe nha quý vị. Thì chúng ta sẽ vào không gian phòng khách này. Phòng khách thì bên đây chúng ta có tủ giày dép, tủ để đồ. Và khu vực phòng khách thì chúng ta có trải nghiệm trang trí, phía trên là trần thạch cao đèn LED. Phía bên trong sẽ là khu vực để sofa và màn hình tivi. Đây là phòng khách căn nhà nhé. Nhà thì có phòng ngủ chứ tầng trệt dành cho người già luôn. Và giá bán, gia chủ đang chào bán cho căn mini nhà phố hiện đại có gara xe hơi riêng này là 18 tỷ 500 triệu đồng còn bớt nha quý vị. Nằm ngay cạnh chợ An Nhơn, gần kề bên là siêu thị Lotte quận Gò Vấp và khu dân cư Cityland. Chúng ta thấy căn nhà này thì tặng kèm full nội thất bên trong, rất đẹp và cao cấp. Thiết kế theo kiểu biệt thự mini phố hiện đại, sang trọng và giá bán đang rất là hợp lý luôn. Ngang 7,5m, độ dài 20m, công nhận hết, công nhận đủ nha quý vị. Đây là khu vực gara xe này. Chúng ta có một gara xe riêng, đậu xe hơi từ 4 đến 7 chỗ nha. Ngoài chúng ta đậu được thêm một chiếc xe hơi nữa và rất là nhiều xe máy. Bên trong sẽ là không gian bếp nha mọi người. Không gian bếp thì chúng ta có bàn ăn 6 ghế và trên tường chúng ta có những bức tranh. Tủ kệ bếp trên dưới đều được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, có khu vực để tủ lạnh rất là rộng này quý vị. Hướng Bắc nha mọi người, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Phía sau thì chúng ta có sân sau và một phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người già này. Chúng ta sẽ đi vào không gian phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người già. Phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người già thì chúng ta cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, máy lạnh, khu vực gắn máy lạnh, khu vực tủ kệ tivi, cửa sổ là khu vực sân sau và khu vực tủ áo cũng như là khu vực bàn trang điểm. Cái phòng này thì chúng ta dành cho người già. Nhà này thì nội thất thiết kế theo kiểu nhựa nội thất hiện đại và toàn gỗ ăn cường nha mọi người. Chúng ta vừa tham quan xong không gian phòng ngủ dưới tầng trệt, phòng ngủ dành cho người già hoặc là dành cho ba mẹ chúng ta. Và phía sau sẽ là khu vực sân sau. Khu vực sân sau thì chúng ta có sân sau rất là rộng nha mọi người. Nhà mới số hồng riêng, đây là sân sau này. Gia chủ đang để rất là nhiều đồ và vệ sinh dưới tầng trệt sử dụng chung cho không gian phòng ngủ dưới tầng trệt và không gian của phòng khách nhé. Đây là vệ sinh. Rồi Hùng sẽ quay từ phía sau ra phía ngoài không gian căn nhà.
Theo chân Hùng, chúng ta cùng nhau di chuyển lên trên lầu, lầu 1 để chúng ta tham quan 3 phòng ngủ ở lầu 1. Chúng ta đang di chuyển theo phòng cầu thang lên trên không gian 3 phòng ngủ trên lầu 1. Thì 3 phòng ngủ trên lầu 1 chúng ta có một sảnh sinh hoạt chung bên ngoài và một cái sân thượng nhé. Chúng ta tham quan sảnh sinh hoạt chung và cái sân thượng ngay lầu 1 này. Đây là khu vực sân thượng ngay lầu 1. Nhà rất tuyệt vời nha mọi người. Đây là mẫu nhà phố, biệt thự mini phố thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Và chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt thăm 3 phòng ngủ trên phòng 1, phòng lầu 1 với 3 phòng ngủ này thì cũng khá là đẹp. Với tranh ảnh trang trí này, cửa sổ và cửa ra ban công mặt tiền chính. Đây là phòng ngủ phía trước nha. Giường ngủ vẫn là giường ngủ 2m, bàn trang điểm, sàn ốp gỗ, màn làm cửa hai lớp, phía trước là cửa nhôm xin pha và khu vực tủ áo, tủ kệ tivi. Đây là phòng ngủ ngay ban công phía trước. Ngoài ban công thì trồng rất là nhiều cây xanh. Ba phòng ngủ trên đây thì chúng ta đều có vệ sinh riêng hết nha mọi người. Đây là phòng vệ sinh. Nhà này thì phòng vệ sinh không đẹp mấy. Chúng ta muốn đẹp hơn nữa thì chúng ta về trang trí lại nha mọi người. Phòng ngủ số 2. Rồi chúng ta sẽ ra không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất, bao gồm tủ áo, giường ngủ, khu vực gắn máy lạnh. Hai cái phòng ngủ phía sau thì chúng ta đều có cửa sổ ra khu vực sân sau. Ngoài phía sau thì có cả cây dừa nữa nha mọi người. Khu này rất là nhiều những căn biệt thự vườn, nên chúng ta có dừa, cây ăn trái và nhiều cây cảnh trang trí. Đây là phòng ngủ số 3. Có khu vực gắn máy lạnh nha mọi người. Và vệ sinh của phòng ngủ số 3. Phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3 thì cũng có bồn cầu, lavabo rửa mặt và vòi tắm hoa sen nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ vào không gian phòng ngủ số 4. Phòng ngủ tiếp tục của căn nhà. Phòng ngủ này vẫn có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm. Phía sau vẫn có cửa sổ và màn rèm cửa ra khu vực những cây dừa phía sau, rất là xanh mát nha. Không khí khu này rất là trong lành nha quý vị. Quý anh chị liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, chúng ta được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 70-80% giá trị căn nhà khi mua, được làm giá tốt cho quý anh chị chúng ta mua nhanh gọn và hỗ trợ cho quý anh chị chúng ta giá tốt nhất để chúng ta sở hữu căn biệt thự mini nhé. Đây là căn biệt thự mini phố với diện tích rất là khủng, ngang 7,5m, độ dài 20m, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ gần với chợ An Nhơn, sát bên là siêu thị, bệnh viện, trường học và kề bên là Lotte Mart quận Gò Vấp, một vị trí rất là đắc địa. Từ nhà chúng ta di chuyển qua sân bay Tân Sơn Nhất khoảng chừng 5-10 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 20-25 phút đi xe gắn máy. Vị trí quá tuyệt vời để chúng ta ở làm phòng công ty, showroom, spa. Vì đây là một căn nhà có gara xe hơi rất là rộng nha quý vị. Gara xe hơi lên tới đậu được 2-3 chiếc xe hơi. Đây là không gian phòng ngủ số 5. Chúng ta sẽ có 5 phòng ngủ được gia chủ tặng nội thất và một phòng để chúng ta sử dụng làm phòng uống trà, phòng thờ và khu vực giặt đồ cũng như là khu vực phơi đồ nhé. Đây là phòng ngủ số 5 này. Phòng này thì chúng ta vẫn có cửa sổ ra khu vực phía sau nhé. Và sàn gỗ này, tủ kệ tivi, tủ áo, khu vực gắn máy lạnh. Ngoài sau thì chúng ta sẽ có vệ sinh ở đây, vệ sinh ngoài. Trên đây chúng ta sử dụng vệ sinh ngoài. Đây là phòng vệ sinh của cái phòng ngủ số 5 này. Và không gian sân thượng sau cũng như là sân phơi và phòng giặt. Chỗ này chúng ta để máy giặt và làm sân phơi ở đây nha quý vị. Đây là khu vực để máy giặt này. Chúng ta có khu vực để máy giặt ngay chỗ cái bàn này. Phía trên thì đã lợp mái và rào chắn rất là kỹ rồi. Giặt xong chúng ta phơi đồ ở đây nha quý vị. Biệt thự mini phố 1 trệt 2 lầu với diện tích ngang 7,5m, độ dài là 20m, được xây 1 trệt 2 lầu theo kiểu biệt thự chữ L, thiết kế theo kiểu hiện đại, nằm trên trục đường ngay chợ An Nhơn, đường Lê Đức Thọ, phường 6 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tặng kèm full nội thất bên trong, đang được gia chủ chào giá bán là 18.500.000 đồng, tặng kèm full nội thất. Đây là khu vực không gian phòng uống trà, phòng sinh hoạt chung. Và phía ngoài sẽ là không gian phòng thờ nha quý vị. Phòng thờ này. Đây là không gian phòng thờ của căn nhà.
Nhà này chính chủ xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố. Quý anh chị yên tâm về vấn đề kết cấu, vấn đề xây dựng và có bảo hành luôn nha mọi người. Đây là khu vực sảnh ra khu vực ban công phía trước này. Thôi Hùng khói mở luôn nha mọi người. Khu này là khu nhà dân rất là yên tĩnh và an ninh. Rồi quý anh chị quan tâm hãy gọi cho anh Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Nhà đất anh Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.